Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng quà Tết, không qua HD Sài Gòn, Tiki, Shopee? Ngày 28 tháng Giêng, blog Trần Văn trên VOA có bài bình luận, hệ thống đến khố nát cũng bòn. Tác giả đánh giá về bản chất, quà hỗ trợ người lao động nghèo đón Tết không phải là ân huệ do giới lãnh đạo đảng hay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban phát, mà đó là hoàn trả một phần cho người lao động sau khi họ đã đóng đủ loại thuế, đặc biệt là phí công đoàn. Khoản phí này là bắt buộc người lao động phải nộp 1% lương và chủ sử dụng lao động phải nộp 2% quỹ lương. Và đây là hình bài bình luận trên blog Trần Văn. Tuy nhiên, tác giả cho biết, bất kể hết sức túng quẩn, khốn cùng, hàng triệu người lao động nghèo trên toàn Việt Nam chỉ bất bình chứ không cảm kích thịnh tình của giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam tặng tiền mặt vào quà để họ cùng gia đình đón Tết âm lịch. Lý do theo tác giả, người lao động nghèo muốn nhận được tiền hỗ trợ thì bắt buộc phải mở tài khoản với công ty tài chính HD Sài Gòn vì tiền được tặng chỉ chuyển vào đó, bất kể họ đã có tài khoản ngân hàng này hay chưa. Còn muốn có quà thì phải dùng thẻ của công ty tài chính HD Sài Gòn để mua quà trên website của Shopee, Tiki. Vẫn theo tác giả công ty tài chính HD Sài Gòn là một doanh nghiệp chuyên cho vay lấy lãi. Thực chất của việc mở tài khoản với công ty này là đăng ký dùng thẻ tín dụng và sẽ được khuyến khích xài thêm với 5 triệu đồng. Còn Shopee, Tiki là những doanh nghiệp bán hàng tiêu dùng. Theo hình thức trực tuyến, khách hàng phải có điện thoại thông minh để mở tài khoản và mua sắm online. Nếu chưa rành thì phải tập. Và đây là hình Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng quà Tết cho công nhân vào năm 2021. Trên thực tế, tác giả bình luận không chỉ người lao động nghèo, thất kinh về cách tặng quà mà chủ nhiều doanh nghiệp cũng cảm thấy hãi hùng khi công nhân của họ được tặng quà. Vốn rất sợ lúng sâu trong nợ nần nên có người từ chối nhận hỗ trợ. Có người thì bảo rằng làm xong thẻ, mua xong quà là họ yêu cầu hủy thẻ ngay lập tức, dù điều đó khiến họ phải đi tới đi lui vài ngày. Chưa kể nhiều người nghèo có muốn cũng không thể nhận quà vì không có khả năng sắm điện thoại thông minh cũng vì sợ nhiều công nhân xa lầy trong nợ nần ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khẳng định với tờ tuổi trẻ rằng, khi được đề nghị chuyển quà cho công nhân, họ cương quyết lắc đầu. Tác giả chất vấn, ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn công ty tài chính HD Sài Gòn, Shopee, Tiki, độc quyền cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người lao động nghèo? Vì lẽ gì mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại giúp công ty tài chính HD Sài Gòn, Shopee, Tiki tiết kiệm một khoản khổng lồ, lẽ ra họ phải chi cho quảng cáo, tiếp thị. Lợi những khổng lồ nhờ sự hỗ trợ mở rộng thị trường đó sẽ chia cho những ai. Và đây là hình ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cuối cùng tác giả cho rằng phải đem kế hoạch tặng tiền quà hỗ trợ người lao động nghèo đón Tết bên cạnh nỗ lực của Việt Nam, ráo riết vận động Mỹ, rút Việt Nam khỏi nhóm quốc gia bị xem là có nền kinh tế phi thị trường đã là kinh tế phi thị trường thì các lợi thế so sánh như giá cho thuê đất rẻ, giá nhân công rẻ không được nhìn nhận, giá thành của hàng hóa sẽ bị xem là không đúng với giá trị thực Và do vậy, hàng hóa xuất cản sẽ bị giám sát chặt chẽ, bị áp đặt thuế chống bán phá giá, giá bán tăng lên, không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuất cản gặp nhiều trở ngại thì đầu tư suy giảm, thất nghiệp gia tăng, công quỹ thất thu. Chưa biết tháng 7 tới, Mỹ có đáp ứng hay không. Nhưng cứ tìm sẽ thấy, chẳng xứ nào có nền kinh tế thị trường thật sự lại có những tổ chức trực thuộc chính quyền, hành xử như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng quà Tết thông qua HD Sài Gòn, Tiki, Shopee? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tham nhũng trong mua bán vũ khí ở Ukraine bị phanh phui giữa lúc cuộc chiến chưa ngã ngủ. Ngày 28 tháng Giêng, VOA Tiếng Việt dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho biết Ukraine loan báo phát hiện gian lận quy mô lớn trong việc mua bán vũ khí. Theo đó, Cơ quan An ninh của Ukraine ngày 27 tháng Giêng cho biết họ đã phát hiện một kế hoạch tham nhũng trong việc quân đội nước này mua vũ khí với tổng giá trị tương đương khoảng 40 triệu đô la. Theo VOA, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết một cuộc điều tra đã vạch trần các quan chức của Bộ Quốc phòng và những người quản lý của nhà cung cấp vũ khí Lviv Asino, những người đã đánh cắp gần 1,5 tỷ hryvnia trong hoạt động mua đạn pháo. Theo cuộc điều tra, các quan chức cao cấp tiền nhiệm và đương nhiệm của Bộ Quốc phòng cùng những người đứng đầu các công ty trực thuộc đều có liên quan đến vụ tham ô. Và đây là hình bản tin trên VOA. Theo Cơ quan An ninh Ukraine, một hợp đồng cung cấp đạn pháo đã được ký với Lviv Arsenal vào tháng 8 năm 2022 và việc thanh toán đã được thực hiện trước cùng với một số tiền được chuyển ra nước ngoài nhưng không có vũ khí nào được cung cấp và tiền sau đó được chuyển sang các tài khoản nước ngoài khác. Năm cá nhân đã nhận được thông báo tình nghi là giai đoạn đầu tiên trong thủ tục pháp lý của Ukraine, cả trong bộ và nhà cung cấp vũ khí. Một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên giới Ukraine. VOA cho hay, tham nhũng trong quân đội là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Ukraine khi nước này cố gắng duy trì sĩ khí của công chúng trong thời chiến, và đệ trình hồ sơ gia nhập khối EU gồm 27 quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rynikov đã bị cách chức vào tháng 9 năm 2023. Dù cá nhân ông không bị cáo buộc tham nhũng, nhưng một số trường hợp đã xảy ra trong quân đội nằm dưới sự quản lý của ông. VOA cho biết thêm, vụ gian lận mua sắm quy mô lớn này sẽ có tác động to lớn ở một quốc gia đang hứng chịu cuộc xâm lược kéo dài gần 2 năm của Nga. Trong khi đó, cuộc phản công của Ukraine không thuận lợi như kỳ vọng. Dù cuộc chiến sắp bước sang năm thứ ba và Nga vẫn còn kiểm soát được 18% lãnh thổ của Ukraine. Và đây là hình Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ngày 2 tháng Giêng, BBC Tiếng Việt đã đưa ra ba kịch bản của ba nhà phân tích quân sự nhận định về diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine trong năm 2024. Theo đó, giáo sư Barbara Chancesta, Khoa nghiên cứu chiến tranh Đại học King's College London cho rằng cuộc chiến sẽ kéo dài nhưng không vô thời hạn. Giáo sư Chen Chesta nhận xét, viễn cảnh kết thúc chiến tranh Ukraine vẫn không có gì là sáng sủa, lúc này cục diện chiến tranh sẽ phụ thuộc vào Washington và Brussels. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết ấn tượng của phương Tây đã bắt đầu lung lay. Thái độ lưỡng lự của phương Tây đã khiến ý chí của Putin được củng cố và Putin đã mạnh hơn xét theo khía cạnh chính trị hơn là quân sự. Nhưng dù có khả năng cuộc chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài hết năm 2024, không có nghĩa nó sẽ kéo dài vô thời hạn. Cựu Tổng Giám đốc Viện Royal United Service Institutes Michael Clare lại cho rằng năm 2024 là một năm để hai bên củng cố sức mạnh. Ông Clare đánh giá cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine đã đánh dấu một thực tế là chiến tranh kỷ nguyên công nghiệp hóa đã quay trở lại. Và đây là hình Tổng thống Nga Putin. Điều này sẽ khiến cuộc chiến tranh ở Ukraine kéo dài lâu hơn và gây ra những tổn thương lớn hơn về kinh tế. Chiến tranh kỷ nguyên công nghiệp hóa là cuộc chiến giữa các xã hội. Chuyện xảy ra trên chiến trường thực ra chỉ là triệu chứng của cuộc chiến đó. Diễn biến quân sự trong cuộc chiến tranh năm 2024 sẽ được định đoạt tại Moscow, Kyiv, Washington, Brussels, Kinh, Tehran và Bình Nhưỡng hơn là tại bất kỳ chiến trường giao tranh ác liệt nào dọc theo khu vực tiền tuyến. Cựu tướng chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hodges thì nhận định rằng Ukraine sẽ gây sức ép lên Nga quanh Crimea. Nga thiếu sức mạnh đột phá và quyết định để đè bẹp Ukraine nên chỉ tận dụng thời gian với hy vọng phương Tây sẽ đánh mất ý chí tiếp tục hậu thuẫn cho Ukraine. Nhưng Ukraine sẽ không dừng lại Ukraine đang trong cuộc chiến sống còn và hiểu điều mà Nga sẽ làm nếu họ dừng lại. Thêm nhiều quốc gia châu Âu hiện đang bàn về yêu cầu gia tăng viện trợ trước quan ngại rằng Mỹ đang giảm ý chí. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tham nhũng trong mua bán vũ khí ở Ukraine bị phanh phui giữa lúc cuộc chiến chưa ngã ngủ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.